Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế xe tải thấy tình huống nguy hiểm phía trước là đoạn đường ngập và mưa gió với một cô bé đang đi xe đạp nên đã mở thùng sau xe để chở người và xe qua đoạn đường ngập. Sự việc được cho là xảy ra tại đoạn đường ngang đi xã Cát Tiến, huyện Phu Cát, tỉnh Bình Định. Tài xế nhận được nhiều lời tán dương về cách giúp đỡ cô bé. Thời gian này đang là mùa lũ ở Bình Định cũng như các tỉnh miền Trung. Mưa lớn gây ngập lụt, gãy cầu, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Trao đổi với tuổi trẻ, ông Trần Đình Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, sau khi xem clip trên thì ông xác nhận đây là đoạn đường nằm trên tỉnh lộ 640 đi vào địa bàn xã Cát Tiến. Hình ảnh này được quay cách đây ít ngày khi mưa lớn bắt đầu xuất hiện và kéo dài gây ngập khoảng 60 đến 70 mét đường. Hiện tại địa phương vẫn chưa xác định được tên tài xế tốt bụng và bé gái được tài xế giúp đỡ.